Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 73, luyện tập trang 83, 84, vở bài tập môn toán lớp 3, tập 1. Các em nhớ đây là tập 1 nha. Rồi, và bây giờ thì sẽ không linh tinh luyên thuyên nữa. Các em nhớ lúc nào chúng ta cũng có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ, giấy nháp để chúng ta làm các cái bài, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài nha. Đó, bài của chúng ta nè. Ta đến với bài số 1 này. Bài số 1 yêu cầu mình đặt phép tính rồi tính. Tức là chúng ta sẽ phải đặt cái phép tính này. Sau đó chúng ta sẽ gì? Sẽ tính nó. Được chưa? Ta đến bài phép tính đầu tiên nè. 102. 1 nè. 0. 2 nè. Nhân với 4 nè. Đó. Bây giờ chúng ta phải dùng thước ta kẻ nhá. Nếu em nào mà kẻ tay thẳng rồi thì không cần. Được chưa? Đó, thầy sẽ kẻ luôn. Nhân thì chúng ta cũng theo thứ tự nhân từ bên tay rồi. Tay phải sang bên tay trái và số đơn vị, đúng không? Hàng đơn vị đầu tiên. 2 nhân với 4 bằng 8, viết 8 nè. 0 nhân với 4 thì bằng mấy? Bằng 0, viết 0 nè. 1 nhân với 4 bằng 4 nè. Được chưa? Vậy kết quả sẽ là 408. Được chưa nào? Rồi, phép tính thứ 2. 1, 1, 8 nè. Nhân với 5 nè. Đó. Cũng giống như vậy, chúng ta sẽ lấy nè. 8 nhân với 5 bằng 40, viết 0 nhớ. Nhớ 4, các em nhớ 4 nhé. 1 nhân 5 bằng 5. 5 nhớ 4 là 9. 1 nhân 5 bằng 5, viết 5. Đó, được chưa nào? Đấy, và nhân thì chúng ta chú ý là từng hàng nha, đơn vị hàng, chục hàng, hàng trăm, cho thẳng hàng. Rồi, tiếp theo. 3, 5, 1 nè. Nhân với 2 nè. Đó, được chưa? Đấy, chúng ta cũng thực hiện phép nhân thôi. Và thầy sẽ không hướng dẫn nữa, các em có thể dừng video, các em làm, sau đó so sánh kết quả. 1 nhân với 2 bằng 2. 5 nhân 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1 nè. 3 nhân 2 bằng 6, nhớ 1 là 7. Vậy kết quả là 702. Được chưa? Rồi, tiếp theo. 2, 9, 1 nhân với 3 nè. Đó. 1 nhân 3 thì bằng 3 nè. 9 nhân 3 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 2 nhân 3 bằng 6, 6 chúng ta nhớ 2 là 8. Kết quả là 873. Xong nhá. Đó, các em so sánh kết quả với thầy. Nếu kết quả của em khác so với kết quả của thầy thì các em kiểm tra lại nhá. Rồi. Bài số 2 yêu cầu mình đặt tính rồi tính theo cái mẫu. Đó, họ làm cho mình một cái mẫu và một phép tính nè. 948 này, thầy viết lại. Vì sao thầy viết lại thì chúng ta sẽ xem này. 948 này, chia cho 4 nè. Được chưa? Đầu tiên nè, chia thì chúng ta lại thực hiện từ bên tay gì? Tay trái sang bên tay phải và chữ số lớn nhất. 9 chia được cho 4 thì 9 chia cho 4 được 2 nè. Được chưa? Viết 2 nhá. Nếu như thông thường thì chúng ta sẽ lấy nè, 2 nhân với 4 bằng 8. Đúng không? Viết 8 vào đây nè. Rồi 9 trừ đi 8 thì còn gì? Còn dư 1 nè. Đó. Nhưng mà ở đây họ gì? Không viết cái bước này mà các em phải gì? Nhẩm cái bước này nè. 2 nhân 4 bằng 8 nè. 9 trừ 8 còn 1 nè. Đó, sau đó mới hạ 4 nè. Đó, vậy thì họ đã giản đơn cái bước này đi. Không còn bước 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 rồi lấy 9 trừ 8 bằng 1 nữa mà trừ thẳng ở đây. Hiểu chưa? Đấy, vậy thì đây còn 14 này. 14 chia cho 4 thì được 3 này. Đó. Được chưa? 3 nhân với 4 sẽ bằng 10, 12 này. 14 trừ 12 thì còn dư gì? Dư 2. Đó, tức là họ không sử dụng cái bước này. Bước nhân lên để chúng ta trừ nữa mà rút gọn nó đi. Hiểu chưa? Hạ 8 xuống này. 28 chia cho 4 thì được mấy? Được 7 này.
7 x 4 bằng 28, thông thường thì chúng ta phải viết 28, 28 trừ 28 bằng 0. Đó, vậy thì người ta sẽ bỏ các cái bước này đi. Đó, các em hiểu chưa? Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm theo cái mẫu này. Tức là chúng ta sẽ không có cái bước gọi là bước nhân lên rồi lấy cái số này trừ đi nữa. Hiểu chưa? Rồi, ta sẽ thực hiện nhé. 2, 4, 6 chia cho 3 này. 2, 4, 6 ta chia cho 3. Nếu em nào mà kẻ thẳng rồi bằng tay thì chúng ta không cần dùng tới thước. Còn không thì các em phải dùng thước để thực hiện phép chia này nhé. Không có giáo viên là tính vào điểm trình bày. Đó. Vậy thì ở đây thông thường này, chúng ta thấy 2 không chia được cho 3, phải lấy 2 chữ số. 2, 4 chia cho 3 thì được mấy các em? Được 8 nhé. 8, 3 bằng 2, 4 này. Thông thường thì đây chúng ta phải nhân lên này. 8 x 3 bằng 2, 24 này. 24 trừ 24 bằng 0. Đó, vậy thì cái bước này chúng ta sẽ không thực hiện nữa mà chúng ta ghi đây. 8, 3, 24, 24 trừ 24 bằng 0 này. Đó, hiểu chưa? Đấy, giờ mới hạ gì? Hạ số 6 xuống này. 6 chia cho 3 thì được mấy? Được 2. Đó, vậy thì đúng như cái bước tuần tự chúng ta phải là 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Đó, nhưng mà chúng ta không viết ở đây, mà chúng ta chỉ cần viết kết quả bằng 0. Đó, hiểu chưa? Rồi, tương tự như vậy thì hai phép tính còn lại các em có thể dừng video, các em làm, sau đó các em so sánh kết quả với thầy. Rồi, chúng ta đến phép chia thứ 3. 4, 6, 8, chia cho 4 nè. Chia cho 4. Được chưa? 4 chia cho 4 thì được mấy các em? Được 1. 1 x 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0 nè. Hạ số mấy? Hạ số 6 nè. 6 chia cho 4 thì cũng chỉ được mấy các em? Được 1 thôi đúng không? 1 x 4 bằng 4, 6 trừ 4 thì còn mấy? Còn 2 nhá. Được chưa? Hạ mấy? Hạ 8 nè. 2, 8 chia cho 4 thì được 7. 7 x 4 bằng 28, 28 trừ 28 bằng 0. Được chưa? Đấy. Xong nhá. Rồi đến phép chia thứ 3 này. 5, 4, 3 chia cho 6 nè. Chia cho 6 nhá. 5 này không chia được cho 6, phải lấy 2 chữ số. 54 chia cho 6, 54 chia cho 6 thì được mấy các em? 9. 9, 6 bằng 54, 54 trừ 54 bằng 0. Đúng chưa? Hạ số mấy? Hạ số 3 này. 3 này chia cho 6 thì chỉ được mấy lần các em? Được 0. 0 x 6 bằng 0, 3 trừ đi 0 thì bằng 3. Như vậy đây là phép chia có gì? Có dư nhá. Hiểu chưa nào? Đấy, vậy thì phép chia này này. Thầy phải chia theo bước các bước tuần tự để các em nắm này. 5, 4, 3 này. Chia cho 6 này. Được chưa? 54 chia cho 6 được 9 nè. 9, 6 bằng 54 nè. Được chưa? 54 trừ 54 bằng 0 nè. Chúng ta mới hạ số gì? Hạ số 3 này. 3 này chia cho 6 thì được 0 nè. 0 x 6 bằng 0, được chưa? 3 trừ 0 bằng 3. Đó, vậy thì đây là phép chia có dư, hiểu chưa? Nhưng mà chúng ta không làm cái hai cái bước này. Đó, không làm hai cái bước này, hiểu chưa? Đó, không có nhiều em này cái câu này lại bảo là không nắm được. Xong nhá. Rồi, sang bài số 3. Quãng đường AB dài là 125 này, AB đây này. Dài 125m. Quãng đường BC này gấp 4 lần AB, tức là nó gấp 4 lần cái 125 này này. Hỏi AC này dài bao nhiêu? Vậy thì giờ muốn tính được chúng ta phải tính cái này đúng không? Gấp 4 lần này. Thế cần phải tính cái quãng đường này này, nó dài bao nhiêu đã. Khi tính được quãng đường này dài bao nhiêu rồi, chúng ta sẽ lấy
độ dài quãng đường BC này cộng với AB thì nó sẽ ra AC. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ trả lời trước nhé. Quãng đường BC dài là này. Quãng đường BC dài là đó, sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng quãng đường AB là 125 nhân với mấy? Nhân với 4, bởi vì sao? Nó gấp 4 lần. Được chưa? Rồi các em đặt phép nhân lên. 125 nhân với 4 này. Nhân với 4 nhé. 54 20 viết 0 nhớ. Nhớ 2 này. 24 là 8 nhớ 2 bằng 10 viết 0 nhớ. Nhớ 1 này. 1 nhân 4 bằng 4 nhớ 1 là 5. Vậy thì cái quãng đường này sẽ dài là 500. 500 gì? 500 mét. Rồi. Bây giờ chúng ta đã tính được cái quãng này dài 500 mét. Vậy thì quãng đường AC chúng ta tính được không? Quá dễ rồi đúng không? Vậy thì quãng đường AC dài là đó, sẽ bằng quãng đường AB là 125 này, cộng với quãng đường BC là cộng với mấy? Cộng với 500. Được chưa? Thì 125 cộng với 500. Các em làm phép tính cộng thôi. 125 cộng với 5, 500. 2 cộng 0 bằng 2, 1 cộng 5 bằng 6. Sẽ là 625 mét. Đó, vậy thì đây chính là đáp số. Như vậy thì quãng đường AC sẽ dài là 625 mét. Được chưa? Rất là đơn giản đúng không? Rồi, sang trang 84, chúng ta đến với bài số 4 này. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE. Đó, họ cho mình cái đài. Vậy thì cái này thì quá dễ rồi đúng không? Chúng ta chỉ cần cộng lại thôi, không cần phải nói nhiều đúng không? Được chưa nào? Vậy thì đây nó chính bằng mấy? Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Chính là bốn cái đoạn này đúng không? Vậy chúng ta sẽ trả lời nè. Độ dài đường gấp khúc ABCDE là ABCDE là đó. Vậy chúng ta có hai cái cách để chúng ta làm nè. Chúng ta thấy nè, đây có mấy nè? 1, 2, 3, 4. Vậy thì các em chỉ cần lấy là 4 nhân với 4 nè. Hoặc là gì? Hoặc là các em sẽ lấy là 4 cộng 4 cộng 4 cộng với 4, tức là cái số 4 này lặp lại 4 lần. Hiểu chưa? Đó, vậy thì 4 nhân 4 thì cũng bằng 16, hoặc là 4 con số 4 cộng nhau cũng sẽ bằng 16 gì? Cm. Đó, vậy thì các em làm phép tính nào thì tùy theo giáo viên của các em. Được chưa? Đấy, vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ bằng gì? Thầy sẽ làm là 4 con số 4 cộng nhau, tức là bằng AB này cộng với BC này. Được chưa? Cộng với CD này. Đó. Rồi cộng với DE. Được chưa? Vậy thì 4 con số 4 cộng với nhau thì sẽ bằng 16. Đơn vị đây là cm. Và đây chính là đáp số đường gấp khúc ABCDE sẽ dài là 16 gì? cm. Được chưa? Đó. Như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong được cái bài số 73 nhé. Và nếu thấy video này hay thì các em hãy chia sẻ và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang được học ở trong lớp trong trường nha. Rồi, tạm biệt các em.